Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình đi thăm vườn của nhà anh Vinh ở xã Ea Sin, huyện Cờ Bút, tỉnh Đắk Lắk. Đây là anh mới mua lại cái vườn sầu riêng này được một năm rưỡi. 2 năm anh? 2 năm. Vâng. Thì khi mua thì cây nó cũng phát triển chưa được đẹp lắm. Tuy nhiên sau khi vào anh Vinh thì anh cũng chịu khó tìm tòi học hỏi ở trên mạng, rồi thông qua cái kênh YouTube của mình thì có sử dụng một số cái sản phẩm của Chelat. Đấy, thì với cái vườn cây là gần như đã phục hồi tương đối tốt rồi, bộ lá dày, bóng mượt. Đấy, vừa rồi thì anh cũng có làm bông thì chưa sổ nhụy, nhưng mà có một cái đặc điểm là vừa rồi đó là cái công thức kéo đọt của anh là nó cũng vẫn chưa đủ độ. Chút xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho quý vị cái công thức để kéo tròi đọt cái giai đoạn mà nó hình thành mắt cua. Sau khi mình tạo phân hóa mầm hoa rồi thì mình phải kéo đọt làm sao để cho nó đọt nó thuần thục trước khi sổ nhụy, để cho đảm bảo được cái hạn chế được cái sự rụng trái sinh lý trên cây sầu riêng. Rụng đi đọt. À? Rụng do đi đọt. À, vâng, rụng do đi đọt là do tranh chấp dinh dưỡng đấy. Hồi đầu là ở trong cà phê thì mình chặt thì mình mới chăm lại. Do là người ta không cái đủ kinh phí người ta chăm cho nên cái nó cũng kém, hôm nay mình mới chăm được năm thứ hai, cũng tay ngang vô chứ cũng không phải là nông nước gì. Vừa rồi cũng có mua một số sản phẩm của bên công ty Chelat, giống như cái compound rồi bột rong biển, rồi amino với một số chất điều hòa sinh trưởng sử dụng cho cây. Mọi người thì không biết xài thế nào, nhưng mình thì dùng cái compound ấy thường xuyên, Antonic ấy, gọi Antonic thường xuyên, cứ mỗi lần cho cứ phun, mình phun phân bón lá hoặc là phun sâu rầy mình đều cộng vô. Mình thấy là cái đấy nó giữ được lá già hơn, lâu hơn, giữ được cái lá mà nó được bền hơn, nó lâu rộng hơn, lâu già hơn. Theo như chuyên môn thì nó nói là cái gì trẻ hóa ra đấy, cũng chả biết, nhưng mình phun thì mình cảm nhận thấy nó là như vậy. À, có những cái lá mà đây gió nó đánh cho bè bét ra, nhưng mà cái phần nó cháy thì vẫn bị cháy, phần xanh thì vẫn còn. À, nó cứ một tuần là mình phun một lần đó, phun dinh dưỡng, dưới gốc thì đổ amino với bột rong biển. Cứ nếu mà tính ra thì chi phí nó rẻ hơn. Cái compound thì mình là cứ mua một lần 100 g. Thì mình pha cho một cái can 5 lít. Đó, mình pha ra một cái dung dịch là 5 lít. Sau đó mình là một lần mình phun, ví dụ như mình phun 3 phi ấy, thì mình cũng áng là khoảng 250 ml. Chứ cũng chẳng biết là nó bao nhiêu ppm, nhưng mà cứ lấy khoảng 250 c, có khi đến 300 c mình pha vô mình phun thôi. 130 mấy ngàn, nếu mà mình mua mình cứ cho cả tiền ship nữa thì cho 140 ngàn. Vâng, mà pha được 5 lít rưỡi. 5 lít rưỡi. Được 500 gói anh ạ. 500 gói. Vâng. 8 ngàn thì được 4 triệu. Chất lượng vẫn đảm bảo, cây vẫn xanh. Thì cái nào lời hơn thì không biết. Rồi còn cái sử dụng thì tất nhiên là cái đấy thì sử dụng ít. Nhưng mà mình mà sử dụng thường xuyên thì mình nên mua cái đó hơn. Bởi vì tôi thì tôi sử dụng nhiều, ai nói nhưng mà Antonic thì tôi sử dụng thường xuyên. Vì khi mình có phun thuốc rầy, thuốc sâu, bất cứ gì mình cộng vào cái đó thì nó tăng cái khả năng của sâu rầy, thuốc sâu, thuốc rầy lên. Hai nữa là nó hấp thụ phân bón, ví dụ pha phân bón thì cây nó hấp thụ được luôn, nó dễ hơn. Đây này, như cây đây này, xanh rì, lá dày, bông cũng đạt. Cái cây sầu riêng này sau khi mình thu hoạch xong á, mình hồi phục cây thì mình sẽ sử dụng cái bộ combo 01 để tưới kích rễ cho cây. Thì cái bộ combo 01 đấy thì mình mua tại công ty cổ phần Chelate Việt Nam, nó khoảng rơi vào khoảng 1,3 triệu cho đến 1,4 triệu. Thì mình sử dụng được cho từ nếu mà phun là 50 ngàn lít nước, còn nếu mà tưới thì 30 ngàn lít nước. Tính ra chi phí thì rất là rẻ thôi, nó rơi tầm khoảng dưới 10 ngàn trên phi 200 lít nước. Rất là tiết kiệm mà bộ rễ nó ra rất là mạnh. Còn đến cái giai đoạn mà mình cần kéo chồi ấy, thì mình cần sử dụng cái cytokinin kết hợp với GA3 đấy, để mình và một thành phần nữa đấy là amino acid, để cho cái cây có lực và bật chồi mạnh mà bật dứt khoát, bật chồi đạt được tiêu chuẩn về độ dài, về độ mập, đảm bảo cả cái bộ lá cho cây nữa. Như vậy là nếu mà mình kéo đọt chuẩn ấy thì trong cái giai đoạn mà cây sổ nhụy là đọt nó sẽ không ra nữa mà nó sẽ thuần thục. Còn nếu mà mình kéo không kịp thì trong cái giai đoạn sổ nhụy thì rất dễ cây bị ra đọt, làm ảnh hưởng đến cái khả năng đậu trái của cây. Thì lúc đấy mình sẽ dùng cái công thức chặn đọt. Công thức chặn đọt là chia sẻ làm 100g Mebiquat cộng với là 1kg mkp, pha cho 200 lít nước để mình phun đều lên để mình chặn khoảng 2 lần để làm ức chế và mau già cái đọt. Thì đấy là phun tránh cái ảnh hưởng đến cái khả năng rụng trái bên ngoài đọt. Vâng. Phun xòa phía bên ngoài đọt đấy. Còn đến cái giai đoạn mà mình cần phải giai đoạn sổ nhụy thì mình phun trước và sau khi sổ nhụy 2 lần, lần cách khi sổ nhụy khoảng 5 đến 10 ngày thì mình phun cái 4CBA NA với nồng độ là 5 ppm để tăng cái khả năng thụ phấn hoa và đậu trái, chống phân tầng quả. Còn bình thường trong suốt cái quá trình chăm sóc thì mình nên sử dụng cái chế phẩm ví dụ như amino acid này hoặc là compound nitrofenolat trong biển. Một trong biển. Nếu mà mua cái đấy nó quá rẻ luôn đấy chứ. Mình phun thì mình thấy nó được chứ không biết như thế nào. Bởi vì cái rong biển là mình xài là mình biết là thấy an tâm đấy ạ. Bột rong biển với cái đó. Rong biển là nó mát cây và cái dinh dưỡng, bởi vì đấy nó là hữu cơ. 55% hữu cơ, 18% anandit. Vâng, đúng rồi, anh nghiên cứu rất là kỹ đấy. Rồi 20% kali hữu cơ, 4% lân tự nhiên, đồng. Rồi tất cả các nguyên tố vi lượng đều thấy có cả mà. Nên mình xài mình thấy được. Phun hoặc là đổ gốc vừa tiết kiệm chi phí, thực ra là nó vẫn rẻ hơn chứ. Rẻ hơn chứ, còn mình mua cái rong biển kia mình ở đâu mà mình đổ cho gốc cho nó lại. Năm nay nó còn thế này chứ năm ngoái mà nhện nó đỏ mà. Nhện nó ăn hết, nó bạc trắng rồi mà phun, còn cái lá nó không rụng luôn. Cái lá nó đến khi thu xong là nó mới rụng. Năm ngoái làm đấy, năm đầu tiên mình mới mua sầu riêng, mới bước chân vào làm trái vụ đầu. Mình cũng có biết là nhện đỏ nhện điếc gì đâu, để nó ăn thấy bạc mẹ nó như thế. Hơn cái lá bị nắng này rồi. Thế mà nó không rụng, phun cái đấy vô nó không rụng. Nó giữ được cái lá. Nói chung là nếu mà so với thị trường thì mình mua về mình mất công mình điều chế ra thì nó vẫn rẻ hơn nhiều, nó thẳng như vậy. Còn phục vụ thì nhân viên phục vụ thoải mái rồi, vui vẻ. Như em đi hàng hóa đóng gói gửi đến nơi đến chốn đàng hoàng. Thì tất nhiên là mình bỏ tiền ra thì mình cũng phải ưa cái phục vụ cho nó đàng hoàng. Chứ còn nếu mà không thì chúng ta hai nữa sản phẩm là tôi xài từ năm ngoái năm nay là thấy đạt. Những cái thứ mà tôi mua tôi xài là tôi thấy đạt. Thực tế là tôi kiểm nghiệm ra là tôi đạt thôi chứ còn không biết như thế nào. Bản thân tôi đánh giá là đạt. Còn người khác thì tôi không biết, thẳng vậy. Tôi chỉ xài thứ nhất là bột rong biển là 1, amino là 2, compound là 3, rồi mấy cái thứ chặn đọt để kích đọt đó là 4. Thôi, mấy này hỗ trợ cái gì để cho chống rụng trái non với phân tầng rời cái 4CPA. Đó. Mà mình còn kiểm soát được cái phần, ví dụ mình muốn pha thêm nồng độ, mình tưới mình muốn pha thêm đặc tí thì mình vẫn cứ rẻ hơn. Còn nếu mà mình mua cái kia mình tưới thì không đủ tưới nổi được. Đó. Ví dụ như mình tưới một lần 4-5 ngàn lít chẳng hạn mà một phi, 4 phi mình mất 60 ngàn. Thế cứ một lần mình tưới 4 ngàn lít tức là mấy chục phi rồi, thì mất mấy trăm rồi. Mà một vụ không biết tưới bao nhiêu lần thì nó là tiền triệu thôi. Thì không biết là như thế nào nhưng mà lời là đó thôi.